A few moments later. Bạn biết gì không? Bạn biết gì không? Nào nào nào, tôi đang đổi đâu lấy xa đâu. Bùm, và tôi còn 4 lần chơi nữa và tôi muốn chơi roll với trái gì đó ngon hơn. Rumber rất tốt. Ok ok ok. Anh bạn này sẽ give tôi rumber để lấy bo hả? Anh bạn à, nếu anh bạn lấy thứ này thì tôi sẽ rất vui đấy. Nhìn có vẻ anh ấy không muốn cái gì xa đâu. Không, tôi không chơi đâu, không chơi xa đâu để đổi rumber đâu. Bạn có gì ngon? Bạn có gì ngon à? Bro Gravity à? Ok, vậy là tôi đã có Shadow, Dow và Gravity. Và bây giờ thì tôi đã có Gravity, Shadow và Quake. Tôi có cảm giác tôi đang đi xuống. Tôi cảm giác là tôi cần chơi Dow với sâu tại Isao. Tôi lại làm như vậy nữa. Control à, tôi muốn à, nhớ chấp nhận Quake, lớp đắc để đổi Control. Ôi, anh ấy không muốn rồi. Bạn biết gì không, tôi sẽ quay trái ác quỷ lần cuối cùng. Trái ác quỷ này là mơn hãy cho tôi trái gì ngon y, vì bây giờ nhìn tôi không tốt lắm. Spy canh bạn à, anh chẳng giúp tôi được gì cả. Nào anh bạn, anh có gì đây? Hãy nói cho tôi bạn có gì nào. Dragon luôn, ok tôi sẽ cho bạn những gì tôi có nhé. Shadow và Quake nhé, ok tôi sẽ chơi. 5-4-3-2-1 boom. Nhìn anh ấy này đẹp trai vãi biết. Hãy xem nào, tôi đổi Shadow và Quake để đổi lấy Dragon. Nhìn như không công bằng lắm. Và do 72 toy 6 đã có Gravity, Dragon. Tôi biết chắc chắn, tôi biết chắc chắn tôi sẽ có sâu. Bây giờ tôi sẽ đổi server, ngồi ở đây đi. Ok, bạn có gì nào để đổi Gravity với tôi? Tôi có Gravity này ghê không? Bro hãy chơi nối tôi nào. Chơi này chất lượng đấy. Và bùm. Và tôi có một lần chơi nữa, một lần nữa. Với đống này tôi có thể lấy Venom đấy. Tôi đã không nhận ra là Dragon có giá trị hơn sâu nên bạn ấy đã cho tôi thêm Quake. Tốt đấy, tốt đấy. Red Angelos Red Stein ấy có đâu. Tôi sẽ chơi để hết những gì tôi có thêm một lần nữa. Đây đây đây. Khoan đã, anh ấy đồng ý này. 9876543 21. Bùm, let's go. Sau tất cả thì tôi đã có đâu và sâu trong 24 giờ. Ok, như vậy là video đã kết thúc rồi. Các bạn cho mình cũng như Kid Gaming một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.